Dù không thể thắng trận cuối cùng trong màu áo Paris Saint-Germain, Lionel Messi và Sergio Ramos vẫn được Kylian Mbappé tri ân bằng những lời có cánh. Mbappé, Messi và Sergio Ramos. Paris Saint-Germain bất ngờ thua 2-3 trước Le Mans ngay tại sân nhà công viên các hoàng tử. Kết quả khiến ngày đăng quang danh hiệu Ligue 1 trở nên kém vui hơn. Bên cạnh đó, đây cũng trận chia tay hai danh thủ Lionel Messi và Sergio Ramos. Khác với Messi, Ramos có bàn thắng tạm biệt Paris trong đêm qua. Người lập công còn lại là Kylian Mbappé. Sau trận đấu, siêu sao người Pháp bày tỏ cảm xúc với AMC Sport, một mùa giải khó khăn cuối cùng cũng khép lại với danh hiệu Ligue 1. Thế nhưng sau ngày hôm nay, PSG phải chia tay Messi và Ramos. Chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ họ rất nhiều. Gia đình Messi và Ramos chào tạm biệt PSG, thi đấu cùng Leo và Sergio là vinh dự lớn với cá nhân tôi. Họ là những huyền thoại, những người anh lớn đã giành được nhiều vinh quang trước khi đến đây. Tôi đã học hỏi nhiều từ họ. Mbappé tri ân hai đàn anh. Song song đó, đội phó PSG cũng hướng về thủ môn Sergio Rico. Toàn thể đội bóng dành thời khắc đăng quang cho Sergio Rico và mong chờ tin vui sớm đến từ anh ấy. Nếu Rico ở đây lúc này, niềm vui sẽ trọn vẹn hơn. Mbappé nâng cao chiếc áo của thủ môn Rico. Chưa có thông tin chính thức về biến động mới của Messi và Ramos sau khi rời PSG. Dù những đồn thổi từ Ả Rập Xê Út ngày càng gia tăng, dự kiến trong tuần tới, cả hai sẽ chốt tương lai.